Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên YouTube. Và ngày hôm nay là 27 tháng 5 năm 2016. Ngày hôm nay thì tôi cũng báo cáo quý vị là kỹ sư Đức thì cái thời gian biểu hàng ngày chủ yếu là dành cho cái việc ở xưởng sản xuất, rồi lo cái việc giao hàng cũng như là bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho quý vị. Nhưng mà cũng có những lúc phải thư giãn chút. Và thời gian thư giãn thì tôi thường đọc sách. Hiện nay tôi đang ngồi trong cái phòng mà thằng cu con trai tôi, chó hay ngồi học bài. Đấy, vẫn vứt lăn lóc cái đàn đây. Thế thì tôi còn nhớ là một số các bác ở Thái Bình hoặc là một các số các bác ở nơi khác thì cũng có gọi điện nói vui tôi là buổi tối bọn tôi lúc nào cũng làm một cái ấm trà, ngồi xem các cái clip của cậu và thấy là rất là hấp dẫn. Thế thì hôm nay có một chút thư giãn và cũng là giới thiệu một cái đoạn ở trong cái cuốn sách Bác sĩ tốt nhất là chính mình, cũng là gửi tặng các bác đã thường xuyên theo dõi cái kênh của Đỗ Đức Hiền, và cũng là lời cảm ơn của Đỗ Đức Hiền gửi tới mọi người là đã thường xuyên quan tâm đến cái kênh này, và cũng là cái đổi món cho các quý vị. Và xin lỗi, lại có điện thoại, tôi sẽ tắt điện thoại đi. Xin lỗi quý vị, tạm ngó thế. Alo. Dạ vâng. 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 Còn. Cái đấy là cái 35 triệu. Ừ. Đúng rồi. 35 nhá. Sáu mươi lăm triệu, đúng rồi, có luôn, không đục rẻ hơn chứ, khám đẹp nó nhiều tiền chứ. Ừ. Nhé, địa chỉ tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nó độ 30 cây. Ừ, là sang điện cho mình nhá. Chào. Tôi đã phải dừng clip một lần trước rồi, và lúc nãy lại có khách hỏi đường cũng như là hỏi về giá một số sản phẩm, thì xin lỗi các bác. Vậy hiện nay là đây, tôi đang cầm trên tay cái quyển sách là Bác sĩ tốt nhất là chính mình, do nhà xuất bản Trẻ phát hành. Và cái quyển sách này á, thì như vừa nãy tôi đã dừng hình để cho các bác đọc rồi, thì cái này dành cho 4 người nên đọc. Tức là nếu bạn còn trẻ và mong muốn được sống vui vẻ và khỏe mạnh thì hãy đọc quyển sách này. Nếu bạn đã già và mong muốn sống khỏe lâu, hãy đọc quyển sách này. Nếu bạn nghèo khổ không đủ tiền mua thuốc men giá đắt thì hãy đọc quyển sách này. Và nếu bạn giàu có nhưng lại kém sức khỏe và kém vui thì cũng nên đọc quyển sách này. Chỉ cần trích ra 4 giờ ít ỏi đọc kỹ cuốn sách này, nó sẽ mang lại 36.000 ngày thu hoạch quý giá cho cả cuộc đời bạn. Thưa quý vị, là cuốn sách này thì giá thành thì nó không bao nhiêu. Tất nhiên không phải là hiệu sách nào cũng sẵn. Thế nhưng mà vì tôi thấy là cái quyển nó rất là hay, nói về cái lý thuyết để con người có thể sống được đến 120 tuổi. Tất nhiên là chúng ta cũng chả mong được đến thế, nhưng mà ví dụ 99-100 thì cũng được, phải không ạ? Nhưng mà và cái quyển sách thì này nó rất dài, tôi cũng chỉ là giới thiệu sách một chút. Và nếu các cụ các bác thấy cuốn sách hay thì nên tìm để mua. Nhưng mà, và đây cũng không phải là tôi quảng cáo hộ nhà xuất bản, nhưng mà đọc được cuốn sách hay và rất quý thì cũng nên mách để mọi người biết. Và ngày hôm nay thì cũng gửi tặng các bác một cái câu chuyện ở trong cuốn sách này mà đọc thấy rất là thú vị. Đây, tôi xin đọc một cái đoạn này. Bệnh viện chúng tôi từng tiếp nhận một người bệnh. Ông ta hết sức giàu có, tuổi đời còn trẻ, chỉ mới 38, nhưng đã là chủ tịch hội đồng quản trị của 8 công ty. Ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Sau khi cấp cứu, tuy đã hoàn hồn, nhưng thành tim của ông quá mỏng so với kích thước bình thường. Chỉ cần một cơn ho dữ cũng có nguy cơ làm rách tim, phải mang gậy đi từng bước thật nhẹ nhàng.
Một hôm ông hỏi tôi: "Thưa bác sĩ, tôi có điều này nghĩ mãi không ra." "Điều gì? Tại sao Thượng Đế xử tệ với tôi vậy? Người ta 78 tuổi vẫn còn sống rất khỏe, cớ sao tôi lại phải mắc căn bệnh này trong lúc còn trẻ như vậy?" Thì bác sĩ trả lời: "Theo tôi biết thì Thượng Đế luôn công bằng, đó là quy luật thiên nhiên. Chuyện đời tuy lắm cái không công bằng nhưng Thượng Đế thì không. Ông bị bệnh là lẽ đương nhiên, vì ông đã làm trái với 4 quy luật giữ gìn sức khỏe, đó là ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định." Xin quý vị và các cụ lưu ý có 4 cái câu này, 4 cái dòng này trong 16 chữ, là ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu và tâm trí ổn định. Cái này là tôi muốn nhắn nhủ trong câu chuyện này như vậy. Bây giờ trở lại câu chuyện. Ông bác sĩ nói tiếp: "Máu ông rút ra bị đông lại ngay, cho thấy độ máu quá đặc. Đặt sau 8 tiếng trên bề mặt nổi lên một lớp mỡ, cho thấy hàm lượng mỡ trong máu cao. Ông cân nặng hơn 90 kg, vòng eo lớn hơn 1 mét, suốt ngày ăn uống no đầy, toàn là sơn hào hải vị. Thế là trái với quy luật ăn uống hợp lý. Ông đi làm ngồi xe hơi, lên lầu bằng thang máy, không bao giờ nghĩ đến tập thể dục, đó là trái với quy luật thể dục đều đặn. Ông ngày hút 2 gói thuốc lá, bữa ăn nào cũng rượu chè, trái với cai thuốc bớt rượu. Trong phòng ông luôn có cô thư ký, phía dưới nhà lại có cô bạn gái xinh đẹp. Ông cầm tay em này tim đập nhanh, ôm eo em kia máu tăng cao, điện thoại cầm tay reo không ngừng. Khi làm ăn có lời, ông phấn khởi vui mừng, làm ăn thua lỗ, ông lo âu nóng ruột, còn chi là tâm trí ổn định. 4 quy luật giữ gìn sức khỏe, ông đều làm trái làm ngược, không bị bệnh mới là lạ, trách Thượng Đế sao được." Thì kính thưa các cụ và quý vị là cái cuốn này rất quý, có thể nói là đọc từ đầu đến cuối không một dòng nào là bỏ sót được. Tuy nhiên tôi cũng không thể dành ra 4 tiếng liền để đọc một cuốn sách này. Nhưng mà qua cái câu chuyện này thì để nhắn nhủ lại cái nguyên tắc để giữ gìn sức khỏe, đó là ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu và tâm trí ổn định. Và thế nào là ăn uống hợp lý, thế nào là thể dục cho nó phù hợp với từng người. Còn cái việc cai thuốc bớt rượu thì cũng rõ rồi. Và tâm trí ổn định, làm nào để tâm trí ổn định thì tôi xin phép giới thiệu vào trong một dịp khác. Nếu như quý vị và các cụ quý mến và cũng muốn tiếp tục tham khảo thì tôi sẽ thỉnh thoảng dành thời gian có những cái cuốn sách hay sẽ xin được hầu chuyện quý vị. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.